Bạn thân mến, đồ ăn Trung Quốc càng ngày càng phổ biến và được bày bán tràn lan trên thị trường Việt Nam. Và có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam chính là điểm trũng, hứng chịu các sản phẩm độc hại từ Trung Quốc. Đương nhiên thì không phải ngẫu nhiên mà người ta nói như vậy đâu, bởi ở trên thực tế có rất nhiều những nguồn thực phẩm độc hại nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn đang ngày ngày âm thầm được tuồn về Việt Nam để cho người dân ăn uống sử dụng mà không hề hay biết. Vậy đó là những gì? Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi khám phá nhé! 7 thứ nguồn gốc Trung Quốc quá đáng sợ bị cấm trên toàn thế giới mà người Việt lại thiếu cảnh giác. Gạo giả, chán cơm thèm phở, ai đời phở lại dở hơn cơm. Chính vì thế mà với hầu hết chúng ta cơm luôn là chân ái. Thế nhưng, đấy là với thời trước kia, chứ còn bây giờ muốn ăn cơm thì cũng phải đắn đo suy nghĩ. Bởi nghe đâu cái thủ đoạn tinh vi của Trung Quốc đã tuồn gạo giả vào Việt Nam, hòng đoạt được những mưu đồ đen tối. Chuyện kể là vào một ngày đẹp trời khi một gia đình ở Quảng Đông Trung Quốc ăn cơm thì thấy gạo dẻo dai bất thường. Đưa lên nhìn kỹ lại thì mặt hàng này họ tá hỏa phát hiện nó là nhựa chứ không phải gạo thường đâu. Tin đồn vang xa, người ta bắt đầu kiểm tra để làm rõ sự việc. Kết quả là hóa ra có cơ sở sản xuất gạo giả thật các bạn ạ. Và nó đã nằm ở Thái Nguyên, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cụ thể gạo này là một loại hỗn hợp bao gồm khoai tây và khoai lang được đúc thành hình dạng có cùng kích cỡ với hạt gạo thông thường. Để loại gạo giả dễ dàng qua mắt người dùng, nhà sản xuất đã trộn thêm những hạt nhựa công nghiệp để tăng cái độ cứng cho những hạt khoai này. Mặc dù vẻ ngoài rất là khó phân biệt, song gạo giả sẽ bị lộ mặt ngay khi được nấu lên. Và từ đó Việt Nam cũng đã rộ lên tin đồn gạo giả Trung Quốc đã du nhập và bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở kinh doanh gạo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, miền Tây và Đông Nam Bộ đều nói rằng làm sao mà gạo giả qua mắt thần của họ được, không có cái chuyện này đâu, cứ yên tâm đi. Thế nhưng, để cho yên tâm thì Cục An toàn Thực phẩm vẫn phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin này và kết quả là mấy bà bán gạo ở Việt Nam uy tín thật các bạn ạ. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại xuất hiện thêm một cái tin kinh hoàng khác ngay sau đây. Trứng gà giả. Trừ khi tận mắt chứng kiến, nếu không sẽ chẳng có gì là chắc chắn cả đâu các bạn ạ. Đến trứng người ta còn làm giả được nữa cơ mà. Cứ thử tưởng tượng một ngày nọ bạn chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp và đi tráng trứng, nhưng đến khi đập mãi nó chả vỡ, đến lúc vỡ ra rồi thì lại lòng trứng bầy nhầy rán thì không chín nổi. Lúc đấy thì bạn sẽ thế nào nhỉ? Ôi xong ôi, vứt luôn đi chứ còn ăn uống gì tầm này nữa. Và nó chính là trứng giả mà tôi nói đến đây. Nó mang thương hiệu Made in China các bạn ạ. Chẳng phải mình nghĩ ra đâu, vì chính cái chị Yến ở Bạch Mai, Hà Nội đã gặp phải trường hợp này. Khi chuẩn bị đi nấu ăn thì đột nhiên phát hiện có một quả trứng cứng lạ thường. Đập ra thêm thử thì ôi thôi, lòng trắng đông đặc như sáp và đang chuyển sang màu vàng. Khi mà luộc lên xem thử thì họ cho ra kết quả cực sốc. Dù đã trải qua hơn 20 phút trong nước sôi lửa bỏng nhưng nó vẫn chẳng thế nào sôi nổi. Lòng đỏ trở nên dẻo quánh lạ thường và nó thậm chí có thể nảy cao 20cm sau khi rơi xuống đất. Hoảng hồn tìm hiểu thì mới biết, hóa ra đây không phải trứng gà đâu, mà là kết quả của cuộc phù phép tinh vi. Vỏ trứng y như thật này đã được tạo ra từ canxi carbonate, bột thạch cao và sắt nến. Còn với lòng đỏ ở bên trong, họ chỉ cần trộn gelatin, phèn và axit benzoic vào với nhau, sau đó thêm vào màu vàng chanh thực phẩm và canxi chlorua là ra lò ngay cái quả trứng giả này. Là một sợ thật đấy, chả nhẽ từ mai đi mua trứng lại cứ phải kiểu soi kỹ từng quả à? Có bạn nào từng mua trứng chưa nhỉ? Bình thường thì bạn sẽ chọn trứng như thế nào? Hãy chia sẻ ngay cho mình biết với nhé. Và nghe đến đây nhiều bạn đã thấy nguy hiểm lắm rồi, nhưng bên cạnh đó còn có loại thực phẩm còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần mà các bạn phải cực kỳ cảnh giác rồi nhé. Mực khô giả. Đây phải nói là mặt hàng cực kỳ được yêu thích ở Việt Nam luôn, đặc biệt là kiểu trong mùa đá bóng này mà có một đĩa mực giả nhâm nhi cùng với cốc bia thì ủ hộ thôi rồi, đúng là sướng như tiên. À, nhưng mà xem lại giá xem nhá, bởi vì đây là loại hải sản cũng thuộc dạng đắt đỏ đấy chứ, nên mực tươi cái kiểu phèn nhất thì cũng phải 200-300 rồi, thế thì mực khô ít nhất cũng rơi phải vào gần triệu. Vậy thì tại sao trên thị trường ngoài kia lại bán tràn lan, có hơn 200.000 một cân thôi nhỉ? Nhiều người thì cũng nhận ra nó không thơm ngon bằng mực bình thường đấy, nhưng lại chủ quan cho rằng, à tiền nào của đấy, mình ít tiền thì mua loại rẻ ăn không ngon thì đúng rồi. Thế nhưng lại không bao giờ hỏi, vậy mực này có nguồn gốc từ đâu mà lại rẻ như thế? Vâng, xin thưa với các bạn, lại không ai khác ngoài cái anh bạn láng giềng Trung Quốc của chúng ta. Vì thấy nhiều người hàm rẻ nên họ đã nhanh trí tuồn vào thị trường Việt Nam loại đồ ăn với chất lượng cực thấp này và giá thành cũng cực kỳ là rẻ luôn. Với loại này thì tưởng như là mực không phải mực, bởi thực chất nó được làm bằng cao su và nhựa dẻo. Bác nào mà vui tay muốn làm món mực nướng thì lại thoảng ra mùi cháy khét lẹt như là nhựa cháy luôn. Mua về để mấy tháng thậm chí nửa năm cũng chả sao, nhưng đến khi ăn vào thì chả cần nói bạn cũng biết cái chuyện gì xảy ra rồi đấy. Hoa mắt này, chóng mặt rồi ngộ độc và thậm chí còn dẫn đến bệnh ung thư. Chính vì thế mà lại một lần nữa mình đã nhắc các bạn rằng hãy cẩn thận với những loại đồ ăn không rõ nguồn gốc như thế kia nhé.
và đột nhiên thấy giá rẻ gấp mấy lần ấy, thì nó cũng đều có lý do cả đấy, không có cái gì là tự nhiên đâu cả. Dầu ăn, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, không thích ăn mỡ ăn dầu cho đỡ béo cơ. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghe đến dầu ăn được làm từ rác thải và xác động vật chưa nhỉ? Nếu chưa thì giờ bạn đã được nghe rồi đấy. Tuy nhiên thì trước khi mà tìm hiểu về cái loại này, cảnh báo anh em chỉ nghe thôi chứ không được tưởng tượng đâu đấy nhá. Đây chính là loại dầu siêu bẩn của Trung Quốc sản xuất và tuồn vào tiêu thụ ở Việt Nam. Nguyên liệu của dầu ăn giả này khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình kinh hãi. Dầu ăn giả được chiết lại từ thức ăn bỏ đi hoặc là thức ăn thừa. Theo đó thì những phù thủy chế dầu sẽ cho người tới các container rác thải, thùng rác, máng nước, thậm chí là hệ thống cống rãnh để múc, thu nhặt chất thải cả thể lỏng và thể rắn về. Lượng nguyên liệu được tập hợp thu gom vào những xưởng sản xuất thủ công, thô sơ với những dụng cụ chế biến cực kỳ là bẩn, mất vệ sinh đến ghê người luôn. Sau đó thì toàn bộ rác thải sẽ nấu trong những bể xi măng bẩn thỉu đen ngòm. Và tiếp đến, người ta sẽ dùng vợt để vớt và loại bỏ rác thải rắn không thể dùng được, ví dụ như là túi ni lông, xương và xác động vật chết. Cuối cùng thì dầu sau khi nấu lại có màu sẫm đen ngòm nhưng vẫn sẽ được cho vào những thùng lớn, chờ ngày chuyển đi. Ôi dồi ôi, cứ tưởng tượng đến những cái đồ ăn thơm lừng béo ngậy kia mà được chiên bằng dầu này thì không biết là như thế nào nhở. Chắc phải đi móc họng mấy ngày còn không hết mất, mình nghe thực sự còn nổi da gà luôn đấy. Còn bạn thì sao nhở? Nghe xong thì bạn thấy như thế nào? Hãy comment ngay ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé. Thịt bò. Nếu bạn là fan cứng của món bò khô, bò bít tết hay là bò xào thì xin chia buồn, tớ lại phải báo với các bạn một cái tin rằng bò người ta cũng làm giả ầm ầm lên rồi đấy. Vẫn là thịt bò nhưng không phải là thịt bò. Đây chính là thịt bò giả và bán tràn lan trên mạng. Theo đó thì do thịt bò có giá thành cao nên một số người đã sử dụng thịt lợn, nhưng cũng chẳng phải thịt lợn thơm ngon gì đâu mà toàn lợn bệnh, lợn chết, sau đó nhúng vào một dung dịch màu nâu. Mà theo phỏng đoán của mình thì đến 90% là hóa chất. Để trong một giờ thôi là cái miếng thịt lợn sẽ dần dần biến màu, biến thành miếng thịt bò một cách kinh hoàng luôn, cực kỳ là giống luôn ấy. Và chưa hết, với cái thủ đoạn che giấu tinh vi, họ còn dùng mỡ bò này, huyết bò hoặc là một loại hóa chất tạo mùi bò để trộn với cái thịt giả kia, làm cho người tiêu dùng có thông thái đến mấy cũng khó mà phát hiện được luôn ấy. Và đáng sợ hơn nữa, người ta còn làm giả thịt bò bằng cao su nữa các bạn ạ. Theo các bác sĩ thì nếu ăn phải thịt bò giả theo cách này sẽ vô cùng là nguy hiểm, với thai phụ thì có thể gây dị dạng thai nhi này, còn mới người bình thường thì ngộ độc hoặc thậm chí là ung thư luôn. Quả này là các tín đồ thịt bò chắc phải kiểu rẻ chừng lắm mới dám mua thịt bò đây này. Nhưng mà không sao, nếu bạn cứ đảm bảo là thịt bò đã rõ nguồn gốc rồi và an toàn ấy, thì cứ thoải mái mà đánh chén như thường nhá. Bởi vì vốn dĩ nó cũng rất là thơm ngon và bổ dưỡng cơ mà, chỉ có những hàng lởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì mới lo thôi chứ. Nhân sâm. Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà dễ che thì nhiều. Nghe đến đây thì nhiều bạn thắc mắc là không biết nhân sâm làm giả kiểu gì nhỉ? Chả lẽ nhìn lại không phát hiện ra? Tuy nhiên thì cái gì mà bọn nó chả làm giả ra được? Bạn nghĩ thử xem nhé, nhân sâm họ bán kiểu gì? Có phải bán theo trọng lượng không? Đúng rồi, vấn đề chính là nằm ở cái đó các bạn ạ. Và để tăng lợi nhuận nhanh hơn thì người ta sẽ tìm cách tăng trọng lượng cho củ sâm. Nhưng cái cách mà họ lựa chọn ở đây ấy, thì không phải là theo phương pháp tự nhiên. Bởi nếu mà đợi củ sâm nó lớn, ui dồi lâu lắm. Chính vì vậy, người Trung Quốc đã nghĩ ra một cách, đấy là đun sôi sâm trong nước đường. Vâng, mình xin nhắc lại là đun sôi sâm trong nước đường các bạn ạ. Điều này có nghĩa là gì? Nếu bình thường ấy, nhân sâm sẽ tự nhiên sẽ chỉ chứa khoảng 20% đường thôi. Nhưng sau khi người ta chế biến cái loại sâm giả kia, nó sẽ có thể chứa tới 70% đường. Vâng, có nghĩa là nó sẽ ngọt hơn khoảng gấp 3 lần. Nhưng cũng may, cái loại sâm giả này sẽ không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên thì chắc chắn nó không đem lại tác dụng như sâm thật rồi. Còn nữa là nghĩ kiểu bỏ ra cả triệu bạc để mua mấy cái thứ sâm đường kia thì chắc chắn nhiều người sẽ tức cái lồng ngực lắm đây này. May quá mình lại chả có tiền để mà mua sâm để mà lo bị lừa. Không biết có bạn nào ở đây được ăn sâm chưa nhỉ? Hello hello. Và sau đây sẽ là chuyên mục bạn hỏi khám phá nơi đây trả lời. Ngày hôm nay mình sẽ trả lời trong video 7 thứ kỳ quái và nguy hiểm vẫn còn lưu truyền ở Trung Quốc. Bình luận của Đông Cha: chào chị, em đứng like từ chiều, thấy chị đẹp quá tim cho em đi. Chị đã like này, tim và đưa em lên video luôn rồi đấy. Bình luận của Yana Đường: thôi em không làm đâu, tốt nhất là mình cứ tránh xa ra nhỉ, những cái thứ đấy nó kỳ quái vô cùng, tội gì mà mình làm những cái đấy. Bình luận của Thi Duyên Trần: lỡ may quan tài nó rơi xuống một cái thì hú hồn con trồn. Chị nghĩ là khả năng người ta cũng sẽ làm cách nào đấy để nó chắc chắn và nó không rơi đâu. Còn nếu mà trong trường hợp nó bị rơi xuống thì đúng là quá là đen luôn. Bình luận của Chiến Nguyễn đúng không? Chị ơi, em nhìn thấy rất nhiều ma ở xung quanh mình. Ủa, em có cái năng lực nhìn thấy cả ma hả? Siêu vậy. Bình luận của Vũ Nguyễn Trường: cho em lên TV đi ạ. Đây nhá, em được lên rồi nhá.
Nhưng mà lần sau mình sẽ bình luận những cái gì hữu ích hoặc là những câu hỏi nào đó để có thể tương tác trao đổi được. Chứ em viết như này không thì chị cũng không biết trả lời như nào luôn.